Theo con, nghe cái giọng là đã thấy thanh thoát, mà mở ra cái tưởng hoa hậu, trời ơi đẹp mà, cái gương mặt nó sáng lắm. Duyên dáng. Con đến từ đâu? Dạ thưa chú, con tên là Nguyễn Thị Minh Ngọc, con đến từ Bắc Ninh. Đó có phải là cái lý do mà con chọn hát cái dòng nhạc quan họ này hay không? Dạ vâng ạ, con muốn đem đến cho khán giả xem và giới thiệu cho mọi người xem về Bắc Ninh quê hương con. Quá hay, một cô bé rất là yêu quê hương mình. Em nè, gạt thêm lần nữa nè. Wow, quá là tuyệt vời. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ ưu tiên cho cặp chưa chọn trước nha. Xin mời cặp chưa chọn có thể chia sẻ đôi điều cảm xúc của mình. Cô chú chào con. Thật ra mà nói thì nãy giờ cô chú đấu tranh rất là nhiều. Như ngồi dưới đây mà kiểu như là bị cái quai hàm nó bị lỏng á. Trời hay quá. Nhưng mà vậy nè, bị mê quá. Mê. Nhưng mà cảm thấy á là với cái tài năng và cái sự mà hay mà xinh đẹp như thế này á, hãy để cho những người mà họ phù hợp nhất. Đó, hai đội này. Bây giờ mình có thể mời đại diện của ba đội bước ra làm cái điệu múa nón quai thao này cho quý vị khán giả thấy được không? Mời đại diện Khải Như, Quỳnh Lập cùng với Lộc Thanh Vân, mời mỗi người bước ra con hát đoạn múa nha. Múa là nghề của cả ba người của chúng ta, duyên dáng. Bây giờ con hát đúng là cái bài đó, sau mỗi người sẽ có 15 giây để múa tiết mục. Ai mà tỏa sáng nhất thì cái cơ hội để bé chọn về đội nó cũng cao hơn chút. Nào, bây giờ hãy cùng đến với thí sinh đầu tiên, số báo danh 001, số đo 3 dòng 90, 60, 90, Ốc Thanh Dân, để múa. Đầu tiên, con vô con. Wow. Chúng ta còn 5 giây. Cá, cá, đâu có cá. 4, 3, 2, 1. Thưa quý vị, lúc đầu là muốn nói quanh hao, phút sau tôi có cảm giác như muốn lửa vậy đó. Cảm ơn con hát hay quá. Thưa quý vị, nếu mà chấm điểm mà muốn rồi, được rồi, Lập ơi, hết giờ rồi, Lập, hết giờ rồi. Quý vị cho chúng tôi biết là với ba cái tiết mục múa vừa rồi, cái người nào mà múa đi vào hồn quý vị nhất, ai cổ vũ cho ông Thanh Vân vỗ tay ạ? Ai cổ vũ cho Huỳnh Lập vỗ tay ạ? Dạ, ai cổ vũ cho Khải Như vỗ tay ạ? Cảm ơn rất nhiều. Dạ. Sau cái tiết mục vừa rồi thì cô Dân thấy bé Minh Ngọc thế nào? Cô tưởng tượng hơi bị xa, nhưng mà thật sự là khi mà con hát á, cô đang suy nghĩ đến thi nhan sắc nào đó trong tương lai. Nếu như mà con có tham gia thì có lẽ là cái phần thi tài năng của con sẽ luôn là số điểm tuyệt đối. Bởi vì con không chỉ xinh đẹp duyên dáng mà thật sự con rất là tài năng. Con cảm ơn cô rất nhiều ạ. Và ai mà may mắn sở hữu được con ở trong đội của mình thì thật sự đó là một lợi thế. Bây giờ bé này bước lên sân khấu là người ta có cái thiện cảm rồi. Em giống như một thiện nữ bước lên sân khấu, anh sẽ xây nguyên một ngọn núi trên đây. Em đứng trên đỉnh núi cao, đỉnh núi cao. Cái gì mà xưng anh em? Ủa không lẽ giờ đứng vậy xin chú con?
đúng không? Với lại là em vẫn còn trẻ và em vẫn muốn đi chơi. Cho nên là đứng gần với nhau coi như bạn bè đi. Giờ tôi nói bà nghe này nè. Bà về đội tôi đi. Mình có cái sự đồng cảm cùng trang lứa với nhau. Tôi dựng cho bà một tiết mục dữ dội. Nói đùa vậy thôi, nếu như mà anh về, em về với anh đó. Lập ơi, về nhà anh đó. Em ổn không Lập? Ổn chứ hả? Ổn chứ. Cứ sao? Bị cảm giác mà bị bấn loạn trước nhan sắc và tài năng. Bấn loạn, nao núng quá. Tại vì bé nó hát mượt mà không, từng câu hát. Không phải đâu Huy, tại cái đoạn mà bay lên thiếu hụt oxy. Ngại quá cho nên là oxy chưa lên não kịp, tội nghiệp. Chú dạ. Vũ nói, chú bây Vũ giờ nói. Chú Vũ mời chú Vũ chia sẻ. Minh Ngọc ơi. Dạ. Không hiểu sao chú rất có duyên với người Bắc Ninh. Và bây giờ con lên đây con hát cái bài này. Cái chương trình này nó có cái tên là Tuyệt Đỉnh Song Ca. Cho nên cái điều quan trọng mà con cần phải có đó là một người có thể hát chung với con được. Và trong đội chú bây giờ chú đã có một bạn mà chú nghĩ là nếu như mà chú và sếp con với bạn đó vào thì gần như là thiên hạ vô địch thủ. Tại vì từ đầu chương trình cho tới giờ, hai người mà chú cảm thấy hát điêu luyện nhất mà đa dạng nhất và cũng đều là người ở miền Bắc hết, đó là Tấn Bảo. Và con, và chú bảo đảm với con, chú sẽ đẩy con tới chung kết và có thể tới quán quân luôn. Chú thề với con luôn. Con cảm ơn chú. Mời cô Ly chia sẻ đôi điều ạ. Thực ra thì về cái khâu mà ăn nói của cô Vân và chú Vũ là không có ai mà sẽ qua nổi hết. Không có thể nói được như thế đâu. Nghe chú Vũ nói là cô Ly coi như là không biết nói gì luôn, con hiểu không? Bình thường á, chú không có nói nhiều như thế này đâu. Nhưng mà con làm cho chú đủ cái nguồn cảm hứng để mà chú bắt buộc bằng mọi cách phải giành công việc cái đội của chú. Bắt buộc bằng mọi cách phải giành công việc cái đội của chú. Bắt buộc giành công việc cái đội của chú. Con cảm ơn chú ạ. Đừng có bị nhiễu loạn thị phi. Đúng rồi. Hãy chọn bằng chính con tim của mình. Chị không biết là thì chú Vũ nói hay quá nên cứ nãy giờ cứ tưởng chú Vũ làm MC, chú Vũ nói thuyết phục quá. Khang có công nhận là Vũ chưa bao giờ mà bị phấn khích tới cái độ. Đúng, chưa bao giờ phấn khích. Có, nãy giờ anh phấn khích quá trời luôn, bé nào anh cũng y chang như vậy. Thấy chưa em? Bây giờ cô chỉ nói về cách nhận xét của cô trong tiết mục này của con nha. Thực ra thì giọng hát của con và cái cách xử lý của con trong bài hát này, cô nói thì nó cũng không biết có quá lắm không, nhưng mà nó giống một ca sĩ chuyên nghiệp thực thụ, chứ không phải là một người cô gái, một cô bé mà đi thi luôn. Tại vì cái cách mà xử lý điêu luyện từng cái luyến lấy, từng cái nấc cái giọng, mà đặc biệt cái giọng giả thanh của con nó rất là sắc và bén. Và cái giọng giả thanh như thế không phải ai cũng có được, đôi khi người có nhưng mà nó sẽ không có được sắc và sáng như thế. Khi màn hình tách ra thì con bước ra thì cô càng bất ngờ hơn. Cả thanh và sắc đều có. Và ở con nó có cái sự dịu dàng, thấy thương lắm. Ngay cả cái nón quai thao không phải ai cầm rồi nó cũng đẹp đâu con. Mình phải có cái e thẹn, cái e ấp như thế nào. Ủa, thì con hả? Làm là vừa. Em cầm không được đẹp lắm hả chị? Hả? Dạ, nãy giờ cũng cầm hả? Vậy hả? Không. Chị Ly, chị nói có công bằng đi. Người đồng nghiệp của em cầm đẹp không chị? Em bị nhột đó. Không, nãy giờ chị chưa nói gì mà chị nói đâu có chê. Cầm cũng đẹp. Thôi đừng khóc mà Như, không sao đâu. Trời ơi, gấu. Nó xấu thiệt Như. Trời ơi trời. Ý là cô nói trong cả về giọng hát và cái phong cách của con nó đều tròn trịa quá. Và cái gương mặt của con, tất cả mọi thứ nó đều tốt. Cho nên là con về đội ai cũng được. Và quan trọng là khi mà con về đội và phải tìm cho con một người và phải dàn dựng cho con những cái bài hát như thế nào để cho con tỏa sáng hơn nữa, cái đó mới là vấn đề. Bạn Ngọc ơi, nãy giờ là cô đứng đây rất là lâu rồi. Thật sự là cô chú nhiệt thành và cầu thị, chắc con cũng cảm nhận được điều đó. Nhưng bây giờ cô cũng không có muốn dùng cái sự hiện hữu của mình để mà lấn át cái cảm xúc của con. Dạ, thì xin mời cô về chỗ. Dạ, xin mời Lập về chỗ. Anh đứng ở đây, anh cũng cầm phụ của nó, em sợ em bị mỏi á. Cô về chỗ với chú Vũ và cô đợi tin vui nha con. Và bây giờ, đó là quyết định của con. Dạ thưa cô chú, là tất cả cô chú đều con đều rất là ngưỡng mộ và yêu quý. Nhưng mà con phải chọn một. Con chọn cả hai được không chú? Không. Chú thấy con có cái nón vai thao đẹp quá. Con sẽ bước đến và con sẽ gửi cái nón vai thao đó cho vị huấn luyện viên nào mà con tin tưởng và đặt trọn niềm tin. À,
sống lao. Anh nghe câu hò phì xăm để một đời anh đi xa, để ngàn lần anh nhớ mãi. Ngày ấy con đò đưa tiền một người lữ khách qua sông, người ơi sao mà sâu nặng đợi câu chờ. Nay anh trở về bên dòng sông lao, con đò vẫn nguyên dòng sông con đó, câu hò quê mình mộc mạc mà thương. Ngày xưa anh nẻo đường câu hò phì xăm cho anh đầy mơ ước. Nay anh trở về bên dòng sông lao, con đò vẫn nguyên dòng sông con đó, câu hò quê mình mộc mạc mà thương. Ngày xưa anh mang đi khắp nẻo đường câu hò phì xăm anh thương, anh thương trọn thầm hỏi tôi ghé về tuổi thơ. Người xưa đâu xa vắng, ai đưa tôi qua đó. Ngõ mướm dài bãi quê, gió chiều chiều xíu mà
biệt khi mô cho cả đình. Người ơi, đục trong câu hát chảy lòng. Người ơi, đục ơi, đừng bận tâm, cũng có gái quê mùa
chỉ biết yêu thôn làng miền quê, yêu đồng lúa xanh bên đỏ bờ đê và mưa nắng hai mùa, mơ mến thương tràn hòa. Minh Ngọc.
xanh, ôi là nước trong xanh. Ô tình là con cá lăn ở cái xuyên có a du hời, lời du theo tôi lăn lên. Nơi tôi sinh ra tự hào biết mấy, máu đỏ da vàng, tôi là người Việt Nam. Dù đi năm châu cho dù về nơi đâu, cho trái tim này cùng hát chung câu Việt Nam. Sông ăn cá về đồng ăn cá.